Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bài nhận định so sánh về vũ khí Nga và phương Tây của chuyên gia quân sự Nga Vladimir Tukos với tiêu đề Tên lửa mới của NATO khiến cho F-400 Panzer chỉ còn là mảnh vụn. Bài viết đã được đăng trên trang Pravda vào ngày 18 tháng 9 năm 2019. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới chào mời Ả Rập Xê Út mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga để có thể đánh trả một cách có hiệu quả các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp chế biến dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, tờ báo mạng The Driver của Mỹ trên một trong những bài báo mới đăng của mình đã viết rằng cuối cùng thì các kỹ sư phương Tây cũng đã tìm ra được thuốc đặc hiệu trị được cả S-400, tổ hợp tên lửa pháo phòng không Panzer S-1 và các tổ hợp tên lửa phòng không và chống tên lửa khác của Nga. Thuốc giải độc chống lại các hệ thống phòng không, phòng chống tên lửa của Nga như vừa nói tới, vào thời điểm hiện tại vẫn mới đang được hai công ty châu Âu là công ty MBDA và công ty Leonardo tích cực nghiên cứu và thiết kế. Sau 5 năm nữa, nếu mọi việc trôi chảy, dự kiến NATO sẽ tiếp nhận một tên lửa hành trình không đối đất thành phẩm kiểu mới, có tên gọi Spear. Điểm khác biệt của kiểu tên lửa này, nó là một tên lửa điện tử, có nghĩa nó là một phương tiện tác chiến điện tử. Tên lửa Spear EW cần phải kết hợp cùng cặp với một kiểu tên lửa khác. Và kiểu tên lửa này thì cũng đang ở thì tương lai, đó là Spear 3, vẫn do công ty MBDA thiết kế. Công tác chế tạo Spear 3 đã được triển khai từ năm 2016. Đấy là một tên lửa tấn công có nhiều nét tương đồng về ý tưởng thiết kế và sử dụng với bom bay GBU-53, lại cũng là một loại bom sắp có trong tương lai của Mỹ. Cậu bé của Mỹ, GBU-53, có chiều dài nhỉnh hơn 1,5 m, chỉ nặng 93 kg, và một nửa trọng lượng của nó là trọng lượng đầu tác chiến. Đây là một kiểu vũ khí chính xác không có động cơ phản lực. Điểm mới của kiểu bom này nằm ở chỗ nó sử dụng cùng lúc tới 4 hệ thống dẫn đường, quán tính, vệ tinh, đầu tự dẫn hồng ngoại và cả đầu tự dẫn radar chủ động. Với Spear 3, tất cả cũng tương tự như vậy. Các đặc điểm về kích cỡ, trọng lượng tương đương với GBU-53 của Mỹ, tên lửa châu Âu Spear 3 nặng 100 kg, nhưng nó có một lợi thế so sánh nổi bật là cự ly bay rất lớn. Đó là kết quả của việc sử dụng động cơ. Nhưng cùng với đó cũng có một nhược điểm không nhỏ, khối lượng đầu đạn nhỏ hơn, và tất nhiên cũng là hệ quả của việc lắp động cơ và nhiên liệu động cơ. Còn về cự ly bay, dù sao vẫn không lớn lắm, chỉ là 130 km. Đối với em bé thì đó là một chỉ số tuyệt vời, nhưng để có thể cạnh tranh được xuất sát thủ S-400 thì cự ly như thế vẫn là chưa đủ, và chúng ta sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau. Tên lửa tấn công Spear 3 có khả năng hoạt động độc lập nếu sử dụng các khả năng của hai đầu tự dẫn lắp trên nó. Thêm nữa, nó có thể tấn công không chỉ các mục tiêu cố định mà là cả các mục tiêu đang di chuyển. Tên lửa có thể được điều khiển từ bên ngoài. Thứ nhất, nó có thể nhận các số liệu chỉ mục tiêu từ các nguồn bên ngoài, từ phương tiện mang tên lửa như là máy bay, hoặc là từ một sở chỉ huy hoặc là trạm điều khiển trên mặt đất. Thứ hai, nó có thể chiếu mục tiêu cho nó bằng tia laser. Chùm tia laser này có thể được điều khiển bởi một số thiết bị nào đó trên không hoặc là bởi một chiến sĩ thực thụ chỉ mục tiêu từ mặt đất. Dự kiến, các phương tiện mang tên lửa Spear 3 sẽ là hai kiểu máy bay tiêm kích châu Âu Typhoon và F-35 của Mỹ. Trong hai khoang chứa vũ khí của F-35 sẽ có 8 quả tên lửa, còn máy bay tiêm kích châu Âu Typhoon sẽ có khả năng mang 3 quả tên lửa như vậy ở các móc treo bên ngoài. Nếu như tên lửa Spear 3 được đưa vào trang bị vào đầu thập kỷ tiếp theo, những năm 2020, thì em của nó, với cái tên được The Driver đặt cho là Spear EW, sẽ sẵn sàng để đưa vào trang bị sau Spear 3 khoảng từ 2 đến 3 năm, bởi vì MBDA vừa mới tuyên bố là sẽ sớm bắt đầu thiết kế Spear EW. Quyết định chế tạo Spear EW là hoàn toàn hợp lý vì Spear 3 được thiết kế để có thể điều khiển dễ dàng từ bên ngoài. Vì vậy, Spear EW sẽ trở thành một kiểu như là một hướng dẫn viên cho Spear 3. Như vậy, Spear EW sẽ có những khả năng gì? Rất nhiều chức năng tác chiến điện tử, và vì thế, nó có thể phong tỏa hoạt động của các phương tiện phòng không chống tên lửa đối phương. Tờ The Driver mô tả những chức năng này như sau. Tên lửa Spear EW sẽ chế áp sóng của các radar trong các hệ thống phòng không, làm mù radar, làm mù nhử và đánh cháo tín hiệu của các radar trên mặt đất. Các nhiệm vụ nói trên tất nhiên là tương đối toàn diện, nhưng đòi hỏi phải có các nghiên cứu kỹ thuật hết sức là nghiêm túc, đặc biệt là trong lĩnh vực đánh cháo các tín hiệu radar quét. Vấn đề là ở chỗ, các quan chức rất lớn của NATO cũng đã không một lần phải thừa nhận rằng công nghệ chiến tranh điện tử của phương Tây còn thua xa công nghệ chiến tranh điện tử của Nga.
Chiến lược sử dụng các chị em nói trên được hiểu theo cách như sau. Đầu tiên, các phương tiện mang phóng các tên lửa Spear Everkep. Những tên lửa này có nhiệm vụ tiến hành trinh sát, phát hiện các vị trí bố trí tổ hợp tên lửa phòng không, chống tên lửa của đối phương. Tiếp đó, các tên lửa tấn công tuyến 2 là Spear 3 nhận các dữ liệu chỉ mục tiêu và bắt đầu công kích tiêu diệt không chỉ là các radar mà còn cả các tổ hợp phóng tên lửa cùng với các phương tiện kỹ thuật, khí tài khác của các tổ hợp tên lửa phòng không, chống tên lửa của đối phương. Hai nhóm tên lửa nói trên giao tiếp chặt chẽ với nhau trên băng thông rộng, có nghĩa là các nữ trinh sát Spear 3 giám sát công việc của các trinh sát phòng không Spear Everkep. Chẳng hạn nếu như đổi mục tiêu tấn công, bổ sung các mục tiêu cần tấn công hoặc là hủy bỏ lệnh tấn công mục tiêu. Tờ The Driver đặc biệt nhấn mạnh rằng việc sử dụng cùng lúc hai loại tên lửa này sẽ cực kỳ hiệu quả nếu áp dụng chiến thuật bầy đàn. Vì thế, đến bây giờ các chuyên gia vẫn nhận định rằng hiện nay chưa có biện pháp tự bảo vệ hiệu quả trước các đòn tấn công của cả một bầy tên lửa hoặc là một bầy máy bay không người lái. Mặc dù đến nay vẫn chưa có ai nhìn thấy những bầy đàn này, chúng ta mới chỉ có thể đọc được về chúng trong các báo cáo của DARPA, một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hoặc là một số cơ quan kỹ thuật quân sự khác đang triển khai các công trình nghiên cứu khoa học dài hạn trong lĩnh vực siêu vũ khí tiềm năng. Spear Everkep sẽ còn có thể giải quyết một nhiệm vụ khác nữa, mở các hành lang vượt qua trong khu vực phòng không, phòng chống tên lửa của đối phương để đảm bảo an toàn cho lực lượng không quân của mình khi bay qua hành lang đó. Có nghĩa là lại một lần nữa, chúng có nhiệm vụ chế áp sóng radar của các hệ thống phòng không, làm mù radar, đóng vai trò là mồi nhử và đánh cháo các tín hiệu đầu vào của các radar mặt đất. Cho đến nay, chưa thể nói một điều gì chắc chắn về tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức các cuộc đột kích kiểu như vậy vào chiều sâu phòng ngự của đối phương. Nhưng tờ báo trên của Mỹ đã vội khẳng định rằng đấy sẽ là những chuyến đi dạo chơi nhẹ nhàng và an toàn. Đồng thời, cũng theo tờ The Driver, các máy bay tiêm kích cũng có thể tiện thể xử lý luôn các tổ hợp phòng không của đối phương khi bay ngang qua các tổ hợp đó. Đến đây thì dứt khoát phải đặt ra một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên. Tại sao các máy bay tiêm kích và máy bay ném bom được trang bị các tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại lại không thể cảm thấy an toàn khi tiếp cận khu vực phòng không được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại của đối phương? Tại sao chúng lại cần phải được các tên lửa có cánh đi theo để bảo vệ? Suy cho cùng, chắc không phải vì máy bay đắt hơn nhiều so với tên lửa, trong khi nếu tính đến sự khác biệt giữa tải trọng hữu ích của máy bay và của tên lửa hành trình chỉ nặng 100 kg, các khả năng của tổ hợp tác chiến điện tử trên máy bay chắc chắn là lớn hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên, cần phải thừa nhận rằng ý tưởng sử dụng cùng lúc tên lửa Everkep và tên lửa tấn công là một chiến lược tích cực, ít nhất như đã đề cập ở trên, do chi phí để tiến hành chiến dịch rất phải chăng, đặc biệt là không phải đối mặt với rủi ro phi công mất mạng. Tuy nhiên, có đúng như tờ The Driver đã khẳng định là chỉ sau vài năm nữa, từ các hệ thống phòng không, phòng chống tên lửa của Nga chỉ có các mảnh vỡ bay trên không hay không? Vấn đề là ở chỗ một cuộc tấn công bầy đàn vào F-400 ở cái dạng mà tác giả bài báo The Driver đề xuất là cực kỳ khó có khả năng thực hiện. Để tiến hành một cuộc tấn công như vậy, các máy bay của đối phương phải tiếp cận hệ thống phòng không F-400 ở khoảng cách nhỏ hơn tầm bắn của tên lửa Spear Everkep. Và tên lửa Spear Everkep cũng giống như chị em gái của mình, tức là Spear 3, chỉ có bán kính hoạt động là 130 km. Sở dĩ tầm bắn chỉ như vậy bởi vì cả hai tên lửa đều sử dụng một kiểu động cơ và rõ ràng là kiểu thùng chứa nhiên liệu rắn cùng dung tích. Nhưng cự ly phát hiện mục tiêu trên không của F-400 thì lại lên tới 600 km, tầm bắn tối đa là 400 km. Có nghĩa là các phương tiện mang bầy tên lửa, tức là các máy bay tiêm kích của đối phương, sẽ không có cơ hội tiếp cận các tổ hợp tên lửa phòng không ở cự ly cần thiết để phóng tên lửa tầm ngắn. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với các tổ hợp phòng không bảo vệ mục tiêu tầm gần Panzer F1 của Nga, bởi vì các tổ hợp có khả năng tiêu diệt tất tần tật các kiểu phương tiện bay trong phạm vi chân trời vô tuyến này lại là một phần của hệ thống phòng không, phòng chống tên lửa bố trí theo tuyến. Các tuyến vòng ngoài được các hệ thống tên lửa phòng không F-300 hoặc là F-400 chịu trách nhiệm. Thêm nữa, các phương tiện phòng không Nga hiện đại có thể nhìn thấy các máy bay tàng hình kiểu như là F-35 ở một cự ly rất đáng kể phía ngoài khu vực có bán kính 130 km. Những câu chuyện này các chiến lược gia Mỹ hiểu rõ hơn ai hết, và đó là lý do tại sao mà họ lên kế hoạch tích hợp dòng tên lửa Spear không phải với tất cả các máy bay tiêm kích ném bom F-35 mà chỉ với những chiếc F-35 có chữ B đứng sau, có nghĩa là những chiếc F-35 chỉ phục vụ trên các tàu sân bay. Sử dụng không quân tàu sân bay để đánh phần lãnh thổ của châu Âu của Nga, đấy là phương án không khả thi dưới bất kỳ hình thức nào vì những đặc điểm về địa lý. Không, nói cho đúng ra là có thể triển khai tấn công từ Biển Đen. Tuy nhiên, cửa vào Biển Đen luôn đóng với tất cả các tàu sân bay
của bất kỳ quốc gia nào đúng theo tinh thần Công ước Montreux. Từ những gì đã nói ở trên, có thể rút ra kết luận rằng song tên lửa Spear có thể được sử dụng để trị các tổ hợp phòng không của những quốc gia có công nghệ kém phát triển hơn Nga. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.